màn hình lại, chụp hình màn hình mini game này lại và chúng ta sẽ đến với ban tổ chức của Arduino. Quý vị chỉ cần đưa chiếc điện thoại ra cho ban tổ chức của Arduino, chúng tôi có thể thấy được là quý vị đã chiến thắng trò chơi này, thì quý vị sẽ có cơ hội nhận về những quà tặng rất là đặc biệt chỉ diễn ra trong chương trình này thôi.